Thưa quý vị, trong buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Phát triển châu Á đã đưa ra nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023. Nếu Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng 6,5%, thì cần quyết liệt đồng bộ thực hiện những giải pháp để tăng tốc trong những tháng cuối năm. Đây là nội dung của Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay. Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8%. Dự báo về lạm phát được điều chỉnh giảm từ 4,5% xuống còn 3,8% cho năm 2023. Trong năm 2024, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 6%, lạm phát khoảng 4%. Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua từ đầu năm là 6,5%. Tuy nhiên, những tác động khó lường từ nền kinh tế trong và ngoài nước đã tác động xấu tới tăng trưởng của Việt Nam và chỉ đạt 3,72% trong 6 tháng đầu năm. Việc ADB hạ mức tăng trưởng của Việt Nam cả năm 2023 ở mức 5,8% là có cơ sở, nhưng đây cũng là mức tăng trưởng dự báo cao nhất khu vực Đông Nam Á. 9 tháng năm 2023, bức tranh kinh tế của Việt Nam có những phần thay đổi tương đối rõ rệt. Ở quý 1 và quý 2, tăng trưởng kinh tế thấp, chỉ đạt lần lượt là 3,3% và 4,1%. Tuy nhiên, bước sang quý 3, nhờ vào những nỗ lực của chính phủ và các ban ngành liên quan, các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế giúp doanh nghiệp dần phục hồi, từ đó tạo đà để kinh tế dần tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB nhận định năm 2023 có nhiều thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Cầu bên ngoài yếu, cùng với sự phục hồi chậm của kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng tới định hướng xuất khẩu của Việt Nam và thu hẹp hoạt động sản xuất công nghiệp. Một điều đáng ngạc nhiên là lần đầu tiên trong năm nay đã có một sự giảm sút bất ngờ trong đánh giá của ADB về sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Với dự đoán trước đó là 6,5% cho năm 2023, bây giờ chúng tôi đang dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,8%. Sẽ có những thử thách nhất định. Tuy nhiên, tôi tin rằng dựa trên tỷ lệ lạm phát thấp của Việt Nam trong nửa năm đầu, thì Việt Nam giữ tỷ lệ lạm phát ở mức 3,8% là rất có thể đạt được. Tôi cho rằng là bây giờ chúng ta phải dựa nhiều hơn vào những cái động lực tăng trưởng trong nền kinh tế nội địa nhiều hơn trong cái bối cảnh kinh tế thế giới đang khó khăn. Có như vậy thì chúng ta mới có thể là tăng trưởng nó được ổn định và nó đạt được cái mục tiêu. Thế còn mục tiêu được 6% không, tôi cho rằng trong bối cảnh như này cũng đã là tốt rồi. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế quý 3 đạt khoảng 5,3% là tương đối tích cực. Các doanh nghiệp phần nào phục hồi, nhưng để bứt phá mạnh mẽ trong những tháng còn lại của năm 2023, vẫn cần tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại. Cái việc mà tiếp cận các khoản vốn là có, nhưng quan trọng là điều kiện đi kèm vẫn còn khó khăn. Vấn đề nữa thì chúng tôi nghĩ là trong cái chuỗi giá trị cung ứng, đặc biệt là cái khâu vận chuyển logistics, cái chi phí logistics của các doanh nghiệp, về mặt xuất khẩu chúng ta vẫn cao khoảng độ tầm từ 20-30%. Vấn đề nữa là trong cái công tác mà triển khai các cái nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết 43, nghị quyết 68 của Quốc hội, rồi các cái kế hoạch của chính phủ, rồi các cấp địa phương ấy, đặc biệt là cái sự hỗ trợ trong các cái để nâng cao cái năng lực của các doanh nghiệp là chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế từ đầu năm, thì đầu tư công tiếp tục là yếu tố được đánh giá là quan trọng nhất, là mấu chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Tôi sẽ đặt việc đầu tư công, sử dụng vốn nhà nước lên hàng đầu. Việc tăng cường đầu tư công là cần thiết. Người ta ước tính rằng có khoảng 30 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư công đã được lên kế hoạch. Và quan điểm của ADB đó là cần có sự nỗ lực phối hợp để nhanh chóng giải quyết sử dụng số vốn đó. Việc này sẽ giúp đẩy mạnh tổng cầu trên thị trường, tạo ra nhiều việc làm hơn cũng như giúp ích cho hoạt động kinh tế nói chung. Do đó, tôi cho rằng đầu tư công nên được ưu tiên để giúp đất nước đổi mới và đẩy mạnh phát triển. Với mức tăng dần đều theo các tháng trong quý 3, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023 và đạt 6%, nhưng không bứt phá do nền kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế lớn và bất ổn chính trị tiếp diễn, dự báo lạm phát ở mức 4% năm 2024. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết,
tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,33% quý 3 và đạt 4,24% trong 9 tháng đầu năm. Kinh tế đã có bước tăng trưởng đáng kể so với những tháng đầu năm. Vì vậy, nếu Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng 6,5%, thì cần quyết liệt đồng bộ thực hiện những giải pháp để tăng tốc trong những tháng cuối năm.